cảnh rồng rợn. Mua vàng, mỗi người chỉ được mua 3 chỉ vàng nhẫn hoặc một lượng vàng miếng SJC. Sáng ngày 14 tháng 5, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC trở thành tâm điểm của sự chú ý khi nhiều người dân ùn ùn kéo đến xếp hàng chờ mua vàng. Cảnh tượng này chẳng khác nào ngày vía thần tài mùng 10 Tết âm lịch. Với lượng xe kéo dài từ cửa hàng ra tới tận lề đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Tại quầy giao dịch, khách hàng ngồi chật kín hai dãy ghế. Cảnh tượng đông đúc chưa từng thấy ở khu vực trước đây, hầu như không có khách. Hiện nay, khu vực này là nơi bán vàng nhẫn với quy định mỗi người chỉ được mua 3 chỉ và thanh toán bằng tiền mặt. Một phụ nữ khoảng 30 tuổi, sau khi không tìm được vàng nhẫn tại các cửa hàng quanh khu vực chợ An Đông, Quartzist đã đến đây và liên tục hỏi thăm nhân viên liệu còn chỗ nào bán vàng mà không phải xếp hàng và có còn vàng để bán hay không. Trong sảnh chợ, nhiều khách hàng lớn tuổi kiên nhẫn bốc số chờ đến lượt, trong đó có cả những người trên 70 tuổi. Một khách hàng tên Vân cho biết chị và chồng đã phải chờ hơn 1 giờ đồng hồ mà vẫn chưa đến lượt. Đây là lần thứ 3 chị và chồng phải đến công ty mua vàng. Do mỗi lần công ty chỉ bán 3 chỉ vàng nhẫn, chị phải đưa cả chồng theo để cùng mua. Mỗi ngày hai vợ chồng chỉ mua được 6 chỉ vàng. Còn với vàng miếng, sáng 14 tháng 5, mỗi người chỉ được mua một lượng, nhưng giá cao quá nên chị Vân chọn mua nhẫn cho rẻ. Giá vàng miếng SJC sáng ngày 14 tháng 5 khá ổn định, mua vào là 86 triệu đồng và bán ra là 89 triệu đồng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn giữ nguyên ở mức 74,6 triệu đồng mua vào và 76,4 triệu đồng bán ra. Thế mới biết, việc mua vàng lúc này không chỉ cần tiền mà còn cần kiên nhẫn, như đi đánh trận với chiến lược xếp hàng sao cho hợp lý. Thủ tướng vừa yêu cầu tăng cường kiểm soát cái nồi kích nổ này. Mấy ông Ý phải làm gì để ngăn chặn lực lượng hủy diệt này đang bành trướng? Một công điện tối 13 tháng 5 của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục nhấn mạnh tác hại của thuốc lá điện tử và những thứ nóng hổi này. Vấn đề là nếu như tỷ lệ hút thuốc truyền thống giảm thì đám này lại tăng cao với tốc độ như bay. Nhưng yên tâm, ông đã ra lệnh, Bộ Y tế cần phải đẩy mạnh chiến dịch truyền thông, nghiên cứu giải pháp, còn Bộ Tài chính thì phải kiềm chế chặt chẽ việc chuyển hàng hóa này qua biên giới. Không là nhóm buôn lậu sẽ làm ăn no nề, và còn cái phần những ông sẽ truy đuổi chúng ở biên giới nữa. Thủ tướng cũng nói rằng cần phải tăng cường tuần tra ở đó và bắt các tay buôn thuốc lá điện tử. Không những thế, các tổ chức trong nước cũng phải rất chặt chẽ. Còn những cơ quan báo chí, thông tin phải như điên đảo để tất cả mọi người đều biết tác hại của nó. Nhưng nói thật, dân bây giờ thích cái gì làm cái đó, cứ muốn tận hưởng cái gì mới lạ, không biết chừng nào mới hết thú vị đây. Câu chuyện này thực sự là một bộ phim hài đặc sắc. Bùi Thị Ninh, hay còn được biết đến như Thầy Bói, đã sử dụng mánh khóe xem tướng, đoán số mệnh để chinh phục trái tim và túi tiền của nhiều người. Trong 3 năm, Ninh đánh bại kinh doanh bất động sản và cảm thấy mất mát vàng về việc trả nợ. Đó là lúc cô ấy nghĩ ra một kế hoạch đỉnh, đầu tư vào các dự án bất động sản, kinh doanh xăng dầu và tham gia dự án thủy điện. Nhưng thay vì thực hiện kế hoạch, cô ấy lại dùng tiền để trả nợ cũ và biến mất như cơn gió. Từ ấy, nhiều người đã bị lừa dối và mất cả 128 tỷ đồng. Nhưng may mắn thay, công an đã nắm bắt được tên lừa đảo tại quận 4, Phố Mấn, một kết thúc đầy hài hước cho câu chuyện người già làm thầy bói. Ninh thừa nhận mọi tội ác tại cơ quan công an về việc sử dụng phép màu để thu hút và lừa gạt người khác, cuối cùng đã lừa đảo được không ít người, với số tiền lên tới 26,8 tỷ đồng. Có một câu chuyện đầy gợi nhớ này rằng, thương trường có những trò chơi của riêng mình, và ông Feng Yong dường như đã chơi trò chơi của mình quá đà. Hãy tưởng tượng một người Trung Quốc làm giám đốc ở công ty gỗ Bình Minh, và cuối cùng một vụ nổ kinh hoàng đã xảy ra. Cảnh sát Đồng Nai phát hiện ra rằng ông Feng Yong, người dẫn đường cho việc lắp đặt lò hơi, lại chính là kẻ trách nhiệm đầy kinh hoàng. Ông này bị cáo buộc thiếu kiểm tra và quản lý nồi hơi, và kết quả là một vụ nổ đã xảy ra khiến 6 người mất mạng và 5 người bị thương. Nhìn chung, việc này làm cho ông Feng Yong bị khởi tố về vi phạm quy định an toàn lao động, và đồng thời, 7 chuyên gia Trung Quốc làm việc tại công ty này cũng bị tạm dừng xuất cảnh để làm rõ. Thậm chí, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đồng Nai
còn nói rằng công ty Bình Minh chưa đăng ký sử dụng thiết bị an toàn lao động và cũng chưa có giấy tờ kiểm định cho lò hơi. Cái mà công ty này đã làm thực sự là một trò đùa rất nguy hiểm với sự an toàn của mọi người. Nhưng nghĩ một cách tích cực, ít nhất họ đã nhận ra vấn đề và bắt đầu sửa chữa. Nhưng rõ ràng, việc này cần phải được thực hiện kỹ lưỡng và nghiêm túc hơn. Đừng để nó trở thành trò chơi đáng tiếc nữa. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để lắng nghe. Nếu thấy thông tin mình chia sẻ có giá trị, đừng ngần ngại bấm like, share và đăng ký để tạo động lực cho mình duy trì kênh nhé. Chúc các bạn nhiều sức khỏe, thành công và may mắn.